Và đây chính là khu vực ngã tư Glonic. Đây là khu vực chợ Glonic này. Thì anh chị có thấy là buổi chiều rất là sầm uất không? Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau xem một cái khu vực đất thuộc phường Phú Xá và nằm cách cái khu này chỉ khoảng 100 mét thôi. Thì đây chính là cái lô đất của chúng ta. Rất là phù hợp cho những người đang sinh sống ở phường Phú Xá cũng như là công nhân Glonic. Đây là cổng của Đại học Công nghiệp và chúng ta sẽ bắt đầu đường đi vào cái lô đất này. Xin chào mừng các anh chị đã quay trở lại với Bất Động Sản Ước Mơ. Từ cổng Đại học Công nghiệp chúng ta đi khoảng hơn 200 mét thì chúng ta sẽ thấy một cái ngõ ngõ 975, chúng ta sẽ rẽ vào trong đấy. Lô đất đấy thì cách cái chỗ ngã tư Glonic phần đầu video chúng ta thì chỉ khoảng 100 mét thôi. Thì chúng ta sẽ cùng nhau đi xem một cái vị trí mà em đánh giá hiện tại ở một cái giá đầu tư được, và chúng ta cũng có thể là những khách hàng có nhu cầu ở thực thì có thể sử dụng để làm đất ở cũng rất là hợp lý. Thì anh chị nhìn ở phía đằng xa xa kia chính là khu vực ngã tư cách đây khoảng 100 mét, ngõ 975, có quán là Phương He, quán tạo mẫu tóc. Thì cái đường này vào nó khoảng là 3 đến 4 mét cái đường này. Nhưng chị có thể thấy là ngay trước mặt đây thì là một cái ô tô bán tải này. Đường cũng không to lắm nhưng mà cũng rất là thuận tiện khi khách hàng về đây sinh sống ở đây rồi. Thì cách cái mặt đường quốc lộ 3 khoảng độ 30 đến 40 mét thôi thì chính là cái lô đất của chúng ta đây. Ở đây nó được chia làm 5 lô và mỗi lô thì có diện tích xấp xỉ là khoảng 80 mét và sử dụng thực tế là 90 mét. Đường thì là đường hoàn toàn là đường thông. Trong này là rất nhiều những cái phòng trọ, trong khu vực này rất nhiều những phòng trọ cho sinh viên của Đại học Công nghiệp cũng như là cho những công nhân đang làm việc tại khu vực Glonic, nhà máy Glonic. Chỗ này thì chỉ cách chợ Glonic cũng như là những cái tiện ích này chỉ khoảng 1 đến 200 mét thôi, rất là thuận lợi. Các gia đình về đây ở cũng rất là đông. Như anh chị nhìn thấy video đấy. Từ đây chúng ta cũng có thể nhìn thấy đường quốc lộ 3 luôn. Và sau đây chúng ta sẽ ra đến ngã tư Glonic. Hiện tại thì cái clip này được em quay vào khoảng 11 giờ trưa. Đường cũng khá là vắng vẻ thôi. Còn cái phần đầu ấy là cái được cắt ghép từ những clip em quay vào đúng cái giờ tan tầm buổi chiều, khi mà các công nhân đã tan giờ làm việc. Còn phần này thì đang được quay vào buổi trưa. Hai bên thì đều là những cái hàng quán kinh doanh rất là tiện lợi. Nói chung đây là một cái vị trí đẹp với giá chỉ 600 triệu thôi thì cũng rất hợp lý, 6 đến 700 triệu.